Xin kính chào quý vị và các bạn. Việc thích ứng với cuộc sống Hàn Quốc của người lao động di trú trong buổi đầu nhập cảnh theo chế độ cấp phép tuyển dụng thật không dễ dàng, từ môi trường sống lạ lẫm cho đến việc lao động vất vả suốt cả ngày. Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc đã trực tiếp đến nơi làm việc của họ, đưa ra những lời khuyên và cung cấp các thông tin cần thiết cho cuộc sống ở Hàn Quốc. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, nhân viên của cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc chi nhánh Dongbu Seoul đã đi thăm một số người lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty dệt may tại Seongsu Seoul. Việc ông làm ngày hôm nay là trực tiếp xem môi trường làm việc của người lao động và thăm dò xem họ gặp khó khăn gì không. Ngoài ra, ông còn giải thích về sự thay đổi trong chế độ cấp phép tuyển dụng nhờ sự trợ giúp của một người hỗ trợ ngôn ngữ. Ở Việt Nam, mong đợi được sang Hàn Quốc làm việc, thế nhưng dù nhập cảnh được hơn một tháng rồi mà bây giờ, mọi người lao động vẫn đang trải qua nhiều nỗi khó khăn. Ít ra là từ vấn đề về ngôn ngữ giao tiếp, cho đến những vấn bất mãn về môi trường làm việc. Họ đã thổ lộ từng chút một về những câu chuyện để trong lòng bấy lâu. Việc tạo nên chế độ tốt cũng quan trọng như việc quản lý chặt chẽ các dịch vụ của cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc nhằm giúp người lao động nhập cảnh theo chế độ cấp phép tuyển dụng dễ dàng thích nghi cuộc sống Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng chương trình này không ngừng trong một thời điểm nào đấy mà sẽ trở thành một chế độ hỗ trợ mạnh mẽ cho người lao động của chế độ cấp phép tuyển dụng.